quá vui cả nhà ơi. Em chào cả nhà. Thì hôm nay Việt Nam chiến thắng cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng xem người dân đổ xô xuống đường để đi bảo ăn mừng Việt Nam chiến thắng nha cả nhà. Quá vui rồi, quá đông. Vui quá, vui quá đông luôn. Quá vô luôn cả nhà ơi. Trời ơi, đường phố nè cả nhà. Kẹt xe luôn rồi cả nhà ơi. Quá đông rồi. Quá vui rồi, quá vui cả nhà ơi. Người già trẻ nhỏ bất cứ ai cũng đều hôm nay ra đường để đi bảo ăn mừng Việt Nam chiến thắng. Xe hơi đi bảo luôn nè cả nhà. Ở đây là đông nhất. Quá rồi. Quá sức trận này rồi. Quá sức trận này rồi cả nhà ơi. Quá rồi. Quá sức trận này rồi. Quá sức cái đằng này luôn. Quá đông rồi cả nhà ơi. Xe hơi nó kéo ra nó tung đôi luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Việt Nam vô địch. Mua trận luôn kìa cả nhà. Lamborghini mua trận màu đỏ. Wow. Ngang của người ta. Hết giờ. Wow, xe chớp chớp dữ vậy ta. Đấy, đủ. Té luôn. Quả quá té luôn cả nhà ơi. Quá trời quá đáng sức cái trận này rồi. Trời ơi, xe gác cũng đi bảo nữa. Xe gác cũng đi bảo nữa cả nhà. Gờ không cả nhà ơi. Rồi lên đầu xe luôn. Quá đỉnh, quá đỉnh. Quá thiệt. Quá vui. Đây
cả nhà. Đó. Wow. Bung xe lên luôn, mở nhạc nghe luôn cả nhà ơi. Bung nít xe luôn. Ồ, dán theo cái lò luôn. Quá đỉnh, quá đỉnh. Xe nái, xe nái. Đọc cái đồ. Wow. Đây. Chú đi bán kèn. Wow. Đông như Tết luôn cả nhà ơi. Còn hơn Tết nữa. Tết mấy trời được, chỗ này đâu có cho chạy xe. Quá rồi, trời ơi, ở dưới kia kìa, đen không người ta luôn. Trời ơi, mấy ông này đi kéo xe thôi. Để nhỏ ra, cho ơi luôn. Wow, wow. Wow. Dắt 1.000, dắt 1.000 cả nhà ơi. Quá ngợp rồi cả nhà ơi. Xe tải chạy không được luôn. Chỉ có nhích nhích thôi. Ở trên này rất là đông. Đen như kiến cỏ trên đây luôn. Ô, chú này đang cản đường không biết làm gì. Dừng xe lại. Dừng tất cả mọi xe lại luôn. Đây. Chú này là người Việt hay người Tây đây? Ô, giống người nước ngoài hơn. Sỉnh rồi, sỉnh rồi. Sỉnh rồi. Chào cả chào. Trời ơi, đứng giữa đường nó ủi một cái là chết. Đi vô đi chú ơi. Đi vô đi chú ơi. Dạ không, công an tới luôn các bạn ơi. Rồi, không cho đậu tạp luôn. Đây. Xe rồi. Không cho tụ tập xe luôn. Giải tán đám đông hết. Rồi, một anh công an đã dìu chú vô. Thôi, em cũng đi luôn cả nhà ơi. Đứng này hồi ông hộ sĩ dắt về phường à. Nè 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 nè. Dạ thôi cả nhà ơi. Công an tới giải quyết đám đông rồi. Quá dữ, quá dữ. Wow, xe cọp, xe cọp. Quá đỉnh luôn cả nhà ơi. Là chim. Ồ. Trời ơi, xe gì chạy đã vậy? Trời ơi, xe đã, xe mini. Trời ơi, ở đây kẹt luôn rồi cả nhà ơi. Kẹt xe đen như cứng cỏ ở đây luôn rồi. Quẹo thôi. Không có đường chạy rồi. Ô ô ô. Kẹt xe cả nhà ơi. Quá trời luôn. Ở đằng trước nó đi không được rồi. Cái này giữ hầm như vậy luôn. Ô, anh này vác ọt ra đi bão luôn. Quá dữ, quá dữ. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, quá dữ. Xe bo đẹp quá đã. Quá đỉnh luôn cả nhà ơi. Chết, chết, chết. Kẹt xe luôn rồi cả nhà ơi. Quá sức cái trận này luôn rồi. Trời ơi, xe cọp đâu tùm lum cho luôn. Đi hết được luôn rồi cả nhà ơi.
đến đây em xin phép mình tạm dừng clip cả nhà. Quá trời nguy hiểm rồi, đi qua đây mới được. Hẹn gặp cái nhà ở clip tiếp theo nha. Quá ơi.